Ui, 399 tức là khoảng tầm 11 triệu, 12 triệu. Ui, thế tính ra ngon phết nhở. Con bố không giống công ty này mà khoảng tầm 10% thấp hơn con bố không ở không thì được ấy. Được. Kèo này ngon. Đây rồi, rồi. Gạt ngon nhất 2023 đây rồi. Tép tí ấy nhỉ. Sao nó như này? FPS thấp thế. Eo ơi. Hiệu năng không bằng con 3 không giống công ty. Hôm trước mình làm video về 4070 thì các bạn bảo là kiểu gì cũng sẽ có video lùa gà 4060 Ti cho mà xem. Đây, video đây đây. Video mà mình lùa gà các bạn mua chiếc 4060 Ti đây. Và hãy cùng xem mình lùa các bạn như nào nhá. Thì chiếc 4060 Ti là một chiếc card mới ra mắt của Nvidia và nó có mức giá khởi điểm bằng với cả 3060 Ti, tức là 399 đô. Cùng với mức giá đó thì tại Việt Nam phiên bản thấp nhất sẽ là khoảng tầm 11 triệu, đó chính là chiếc Ventus đây. Đây. Chiếc Ventus 4060 Ti 2 fan đây. Thì chiếc với cùng một mức giá đó, 4060 Ti có một mức xung khá là cao, mức điện giảm xuống nhưng cũng bị cắt giảm về CUDA core và về memory bit nữa. Tức là anh em chỉ còn có khoảng tầm 128 thôi thì phải, hay là 190 mấy ấy. Nhưng nói chung là không quan trọng, chỉ biết là bị giảm rất nhiều thôi. Điều đó thì cũng dẫn tới việc giảm memory bandwidth xuống chỉ còn có một nửa. Nvidia thì bảo rằng là L2 card của chúng tôi đã tăng lên gấp 8 lần, kiểu gì cũng bù được với cả những cái gì mà VRAM đang thiếu. Câu trả lời là không đâu. Và mình rất là ghét Nvidia ở cái điểm này nhá. Họ marketing, họ quảng cáo, họ làm video nào thì ôi dồi ôi, 4060 Ti mạnh ngang với cả 3070, nhiều hơn cả 3070, mạnh hơn cả 3080. Nhưng là bật DLSS 3. Đấy. Và tất nhiên rồi, nhờ cái thông số đấy thì rất nhiều reviewer kiểu ôi dồi, kèo này ngon quá, kèo này thơm quá, kèo này tuyệt vời quá, họ sẽ lùa anh em. Nhưng mình thì không, mình khác. Video này, nếu mà anh em nhá, anh em này, anh em bỏ tiền ra để mua công nghệ hay anh em bỏ tiền ra để mua hiệu năng thuần? Nếu anh em bỏ tiền ra để mua hiệu năng thuần thì video này là dành cho anh em. Hãy bắt đầu bằng những thông số đi nhá. Hãy bắt đầu bằng bài benchmark đi nhá. Thì mình so sánh trực tiếp chiếc card này với tất cả những chiếc card gần đây, bao gồm đó chính là 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 4080 và cả 4070 và 4070 Ti nữa, để đảm bảo chúng ta có một cái góc nhìn toàn cảnh với chiếc card màn hình này. Thì anh em có thể thấy ở đây, mình sẽ so sánh chính với cả 3060 Ti và 3070, bởi vì hai chiếc card đó là hai chiếc card đối thủ cạnh tranh lớn và mạnh mẽ nhất với cả chiếc 4060 Ti này. Ở trong Full HD thì ta có thể thấy rằng chiếc 3060 Ti yếu hơn với cả 4060 Ti khoảng tầm 7%, còn 3070 thì mạnh ngang bằng với cả 4060 Ti luôn. Sang độ phân giải 2K thì khoảng cách giữa 3060 Ti và 4060 Ti đã kéo dài đi khoảng tầm 11%, nhưng 3070 thì vẫn mạnh hơn 4060 Ti khoảng tầm 1% anh em nhá. Nhưng sang đến 4K thì câu chuyện khác hoàn toàn anh em ạ. Câu chuyện ở đây là như nào? Khi mà đổi sang 4K thì chiếc 3070 mạnh hơn so với cả 4060 Ti khoảng tầm 10%, và chiếc 3060 Ti này khi này thì chỉ gần, ngay gần với cả chiếc 4060 Ti thôi. Tại sao? Tại sao khi mà ở một cái độ phân giải, khi mà CPU không còn là vấn đề nữa, tất cả chỉ là hiệu năng thuần của card, mà chiếc 4060 Ti lại bị yếu hơn đi nhiều như thế? Câu trả lời đó chính là VRAM. Tại sao như thế? Thì cái vấn đề nằm ở đây. Tuy rằng L2 cache đã được tăng lên rất nhiều, nhưng vì VRAM, memory bus, memory bandwidth đã bị giảm đi rất nhiều, khiến cho những cái texture load không kịp, khiến cho chiếc card kéo chiếc card xuống. Có thể nói chiếc 4060 Ti này chúng ta đang bị nghẽn về VRAM ở độ phân giải 4K. Và nếu mà bị nghẽn như thế, ở độ phân giải 4K như thế, đặc biệt khi mà những tựa game nặng, tựa game AAA với những lượng VRAM yêu cầu khủng bố như thế đang xuất hiện dần hàng ngày, thì liệu rằng chiếc 4060 Ti này có còn sống được lâu dài hay không? Cái thứ nữa đó chính là cái việc FPS thấp đi không nói làm gì, nhưng cái trải nghiệm người dùng tệ lại là một chuyện khác nữa. Khi mà anh em có lượng memory, tức là VRAM chỉ có 8GB, bandwidth thấp, bit thấp, bus thấp, thì nó sẽ còn dẫn một cái trường hợp đó chính là cái texture luôn phải swap liên tục. Tức là sao? Thay vì là chẳng hạn như là cái game luôn là nền đất nhìn trông xấu, hay là luôn là nền đất nhìn trông đẹp, thì lúc này nhìn xấu, lúc này nhìn đẹp, xong lúc sau lại nhìn xấu, lúc này nhìn đẹp, mà công nghệ DLSS cũng không thể nào giúp được. DLSS 3 chỉ đơn giản là
copy từ frame này sang frame khác. Mà frame cũ xấu thì frame mới cũng sẽ xấu. Còn DLS2 thì cũng sẽ giúp hơn một chút thôi bằng cách giảm độ phân giải xuống khi mà render. Nhưng mà với những tựa game mà kể cả Full HD cũng yêu cầu khoảng tầm 8GB RAM thì chiếc 4060T này cũng là bài màu luôn anh em ạ. Nhưng tất nhiên, chiếc cạc 4060T này vẫn có những điểm tốt riêng của nó. Đoạn này là đoạn lùa gà cho anh em này. Thì cái điểm tốt đó là gì? Thứ nhất, nó là chiếc cạc mới. Một, nếu mà anh em tìm mua mới hoàn toàn thì đây là chiếc cạc cực kỳ ngon luôn. Anh có thể nhìn vào cái bảng số, đó chính là mức hiệu năng trên giá tiền của mình. Công thức tính của mình đây đó chính là trung bình FPS của tất cả tựa game mình test, rồi lấy giá tiền của nó, phiên bản thấp nhất, chia cho cái mức trung bình đấy, rồi sẽ ra được là anh em phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho một FPS. Và mình sẽ lấy con số trung bình ở đây nhá, tức là bao gồm cả tựa game FPS, eSports và cả các tựa game AAA nữa. Thì chúng ta có thể thấy rằng chiếc 4060 này cũng có một mức giá khá là ngang bằng, tức là cái hiệu năng trên giá tiền của nó khá là ngang bằng với cả 3060 Ti. Trong khi nó có những công nghệ mới, nó là những chiếc cạc tương đối là nhỏ. Ví dụ như chiếc MSI Ventus 2X đây thì chỉ có 199cm, 19,9cm thôi. Rất phù hợp với những anh em nào đang chơi vỏ cây K39 chẳng hạn, nhưng mà bắt buộc phải bỏ cái đầu nguồn đi, đầu USB đi. Hay là nó tốn điện khá là thấp, khi mà mình chơi thì chỉ khoảng tầm 150W tới 160W maximum thôi. Và mức nhiệt của nó thì khá là ok. Với một chiếc cạc mỏng, nhẹ và tương đối là bé như này mà mức nhiệt độ Fermat của nó là 78 và mức nhiệt độ khi mà chơi game của nó là 74 thì mình nghĩ là cũng khá ok. Và cuối cùng thì công nghệ, rồi thì công nghệ. Anh em nào thích dùng DLSS3 thì cứ dùng, nhưng mình nghĩ rằng số lượng game hay là số lượng anh em sử dụng cũng rất thấp. Anh em nào sử dụng AV1 thì cứ dùng, nhưng mình nghĩ rằng số người có thể sử dụng được AV1 cũng là rất thấp. Thế nên chiếc cạc này là một chiếc cạc tốt nếu mua mới hoàn toàn. Nhưng bây giờ anh em mà tính cái 3060Ti và 3070 cũ vào ấy thì câu chuyện hoàn toàn khác. Khi này thì để mua được một FPS, anh em gần như phải trả gấp đôi giá tiền của một chiếc 3060Ti. Đáng không? Không đáng không? Anh em nhìn vào cái bảng của mình đi. Ở độ phân giải Full HD thì chúng ta mất từng này để có thể mua được một FPS. Ở 4060Ti ở dưới dưới đây, còn 3060Ti và 3070 thì ở tít trên này, đấy là cả cũ nhá. Hay chăng 4K đi thì con số đó còn chênh lệch cao hơn, khi mà bởi vì là chiếc 3060Ti và 3070 vẫn có một cái lợi thế rất tốt khi mà anh em mua cũ hay là anh em đang sở hữu hiện tại. Nói chung là chiếc cạc này chỉ dành cho những em nào mua mới, mua hoàn toàn mới đi, nó phù hợp với những cái bộ máy kiểu bây giờ anh em lên trên Hacom xong rồi mua bộ máy mới thì chiếc cạc này hoàn toàn tốt, cực kỳ là tốt luôn. Nhưng nếu mà anh em nhìn vào thị trường cũ thì đây không phải là một kèo ngon. Và đặc biệt nữa, nó không phải là một sự nhảy vượt bậc. Cái gì mà 2 năm tăng có chưa đến 10%, nhiều nhất là 11%. Không đáng đúng không anh em? Đấy, thế nên là bây giờ anh em phải là một người dùng thông minh và lựa chọn. Với những em nào đang sử dụng những cỗ máy có sở hữu 2060 Super trở lên thì chiếc 4060Ti này không phải là kiểu ngon. Với những em nào sử dụng chiếc 2060 Super trở xuống hoặc là những em nào đang mua máy tính hoàn toàn mới thì đây mới là chiếc cạc anh em nên mua. Còn nếu mà anh em muốn hứng thú với những loại khác thì chẳng hạn như chiếc A750 cũng là một chiếc có một mức hiệu năng trên giá tiền rất là tốt mà mình nghĩ rằng anh em nên mua. Anh em thì sao? Anh em cảm thấy thế nào? Mình biết rằng rất nhiều reviewer họ cũng khen chiếc cạc này, nhưng mình nghĩ rằng không tốt, họ đang không nghĩ cho người dùng chúng ta. Mình là một người suy nghĩ cho anh em, bởi vì mình cũng là người dùng và mình muốn tất cả những gì là tốt nhất cho anh em. Anh em thì cảm thấy thế nào? Anh em có thể để dưới comment những cái suy nghĩ của anh em hoặc những cái bàn luận của anh em. Trong video 4070 thì có một cái thread dài dằng dặc luôn, anh em cãi từ đêm hôm qua đến đêm hôm nay luôn. Thì mình hy vọng có những cái cuộc là tranh cãi như thế để có thể kích thích được cái thị trường gaming của chúng ta, kích thích được cái thị trường cạc của chúng ta và khiến cho những cái nhà sản xuất có thể đem ra những chiếc cạc tốt hơn. Nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video khác nhé.